Công an xã Thạch Hòa xử phạt hành chính đối với quán karaoke vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Vào hồi 17h30 phút ngày 18 tháng 8 năm 2021, tổ công tác công an xã Thạch Hòa tiến hành kiểm tra quán karaoke Hát Cho Nhau Nghe Việt Hoàn có địa chỉ tại thôn 1, xã Thạch Hòa, phát hiện không một nhóm thanh niên gồm 8 người đang ngồi hát tại phòng hát số 2 của quán. 1. N. V. O. Sinh năm 2003. 2. N. V. L. Sinh năm 1990. 3. N. V. T. Sinh năm 1990. 4. Nam Quy. A. Sinh năm 1994. Cả 04 nam thanh niên này đều có hộ khẩu thường trú tại Tuyết Nghĩa, Quốc Oai. 04 nhân viên nữ của quán gồm 1. N. T. H. Sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại Yên Sơn, Tuyên Quang. 2. D. A. T. Sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại An Minh, Kiên Giang. 3. H. Sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại Đà Bắc, Hòa Bình. 4. C. T. P. Sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại Kim Bảng, Hà Nam. Tổ công tác công an xã Thạch Hòa đã đưa nhóm người trên cùng chủ quán karaoke là N. T. H. Sinh năm 1976, trú tại thôn 1 Thạch Hòa về trụ sở công an xã để làm việc. Căn cứ khoản 2, điều 14, Nghị định 117/2020/CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với các hành vi không chấp hành biện pháp phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Công an xã Thạch Hòa lập biên bản xử phạt hành chính đối với 8 trường hợp vi phạm trên, số tiền 7,5 triệu đồng trên người. Căn cứ điểm C, khoản 3, điều 12, Nghị định 117/2020/CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với các hành vi sau: C, không thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng. Công an xã Thạch Hòa lập biên bản xử phạt hành chính đối với chủ cơ sở kinh doanh Hát Cho Nhau Nghe Việt Hoàn số tiền 15 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt hành chính là 75 triệu đồng. Đề nghị mọi người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm quy tắc 5K, khẩu trang, khoảng cách, khử khuẩn, khai báo y tế, không tụ tập. Thực hiện nghiêm chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố quy định về giãn cách xã hội, tiêm vaccine ngay khi đến lượt.